Chiều nay, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã có buổi làm việc với Quỹ đầu tư TAM và Công ty Cổ phần Tập đoàn Sake Việt Nam để nghe báo cáo về việc nghiên cứu khảo sát xúc tiến dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh gắn với công tác quy hoạch tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng thời lắng nghe những tư vấn phản biện về báo cáo quy hoạch tỉnh Hưng Yên từ phía các chuyên gia độc lập. Cùng dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo các sở ngành, huyện, thị xã, thành phố và các chuyên gia Nhật Bản. Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn nêu rõ những quan điểm về quy hoạch định hướng phát triển của tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2030 làm cơ sở để các đơn vị nghiên cứu và báo cáo cụ thể. Trên cơ sở đó, đại diện các đơn vị tư vấn, các chuyên gia đến từ Nhật Bản phản biện về báo cáo tổng hợp quy hoạch tỉnh Hưng Yên. Các chuyên gia cũng đã đưa ra 3 nguyên tắc, 5 định hướng và 24 chiến lược trong quy hoạch phát triển tỉnh Hưng Yên. Huyện Văn Giang, thị xã Mỹ Hào, thành phố Hưng Yên được xác định là các vùng trọng tâm phát triển. Các chuyên gia đã trình bày quan điểm về phát triển bền vững, xây dựng thành phố thông minh và các quy hoạch liên quan. Ý kiến các chuyên gia Nhật Bản nhấn mạnh vào phát triển giao thông công cộng, xây dựng trục phát triển Đông Tây của tỉnh, trục trung tâm chính và thành phố Hưng Yên nên tập trung phát triển lịch sử văn hóa, đặc biệt là giáo dục. Các địa phương phát triển nông nghiệp công nghệ cao là phù cử tiên lữ. Qua nghe ý kiến của các bên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao báo cáo và các tư vấn từ phía các chuyên gia độc lập, yêu cầu đơn vị tư vấn lập quy hoạch tiếp thu các ý kiến để hoàn thiện sớm quy hoạch. Đề nghị tư vấn là tiếp thu toàn bộ những cái này, nhưng mà quan trọng nhất là quy hoạch chung này, thì từ đó thì người ta gắn quy hoạch rất là cho nó phù hợp với quy hoạch chung này. Nhưng nghĩ là khu hành chính công của tỉnh ở nằm ở trong khu vực Phú Yên đấy, chú ý các vấn đề kết nối giao thông, mà chủ yếu về vấn đề giao thông công cộng, và nâng cao tính giao thông công cộng, tính tương lai là năm 30 đến tận 2050 rồi, muốn cất cánh được là phải có sự hỗ trợ đầu tư từ bên ngoài. Thế còn cái việc phát triển các doanh nghiệp địa phương thì đó là mang tính bền vững.